quan tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 nam mạng 1971 tuổi âm lịch, tuổi Tân Hợi nam mạng 1971 trong năm 2024 tương ứng với tuổi Canh Thìn theo lịch âm lịch. Sao chiếu mệnh cho tuổi Tân Hợi là Kế Đô, một sao xấu có thể mang lại những thách thức và rủi ro trong cuộc sống. Mệnh của tuổi Tân Hợi nam mạng 1971 là Thoa Xuyến Kim. Thoa Xuyến Kim thuộc nhóm Kim và Bình Hòa, cho thấy khả năng ổn định và cân bằng trong cuộc sống. Địa chi tuổi, tuổi Tân Hợi bình hòa với tuổi Dần. Điều này cho thấy tuổi Tân Hợi có thể tương hợp tốt với tuổi Dần và tạo điều kiện thuận lợi cho thành công và thịnh vượng. Thiên can tuổi, Tân gặp năm Nhâm. Tân và Nhâm là hai trong số 10 thiên can trong hệ thống can chi. Gặp nhau có thể tạo ra sự cân bằng và ổn định. Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 nam mạng 1971 năm 2024 sẽ là một năm rất quan trọng đối với tuổi Tân Hợi nam mạng 1971. Với tuổi âm lịch là 54, đây là lứa tuổi thuộc độ tuổi chính cây thông, nghĩa là đang ở giai đoạn trưởng thành và ổn định trong cuộc đời. Tuy nhiên, sao chiếu mệnh Kế Đô đang chiếu vào mệnh của bạn, đây là một sao xấu, thường mang lại những trở ngại và khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, may mắn là mệnh của bạn là Thoa Xuyến Kim, Kim Bình Hòa Kim. Có nghĩa là bạn có sức khỏe tốt, sống lâu và có tính cách bền bỉ, kiên trì. Điều này giúp bạn vượt qua được những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Năm 2024, tuổi Hợi của bạn sẽ bình hòa với tuổi Dần, cũng là một trong những địa chi tốt nhất cho tuổi Tân Hợi. Điều này cho thấy bạn sẽ có một năm đầy may mắn và thuận lợi trong các mối quan hệ, công việc và tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và tiến đến thành công trong những dự án mới. Thiên can tuổi của bạn là Tân gặp năm Nhâm, cũng là một sự kết hợp tốt cho tuổi Tân Hợi. Năm Nhâm là năm có sự thay đổi và khởi đầu mới, với nhiều cơ hội để phát triển và tiến lên. Bạn có thể sử dụng cơ hội này để đạt được thành công trong sự nghiệp, tình duyên và tài lộc. Tuy nhiên, với sự chiếu mệnh của sao Kế Đô, bạn cũng phải đối mặt với một số trở ngại và thách thức trong năm 2024. Để vượt qua những khó khăn này, bạn cần giữ tinh thần kiên trì, cẩn trọng và sẵn sàng đón nhận những thay đổi. Điều quan trọng là hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Luận giải tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 nam mạng 1971 về sức khỏe tử vi tuổi Tân Hợi 1971 cho thấy năm 2024 là một thời điểm đặc biệt quan trọng để bạn quan tâm và chăm sóc sức khỏe của mình. Dưới đây là một số chi tiết về tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm 2024, thân trạng và cân nặng. Hãy chú ý đến việc duy trì thân trạng và cân nặng trong mức ổn định. Tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm nhiều rau củ, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ. Hạn chế tiêu thụ thức ăn nhanh và đồ ăn có nhiều chất béo và đường. Hoạt động thể chất, để duy trì sức khỏe tốt, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện đủ lượng hoạt động thể chất hàng ngày. Lựa chọn các hoạt động thể thao như chạy bộ, đi bộ, bơi lội hoặc tham gia các lớp thể dục để tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Điều này bao gồm kiểm tra huyết áp, xét nghiệm máu, kiểm tra tim mạch và kiểm tra chức năng gan. Quản lý stress, năm 2024 có thể mang đến một số thách thức và áp lực trong cuộc sống. Hãy tìm cách quản lý stress và tạo ra một môi trường sống thoải mái. Thực hiện các biện pháp giảm stress như yoga, thiền định, hoặc tham gia các hoạt động giải trí để giảm căng thẳng và duy trì sự cân bằng tinh thần. Điều chỉnh lối sống, nếu bạn có những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu hay tiêu thụ quá nhiều caffeine, năm 2024 là thời điểm thích hợp để điều chỉnh và giảm bớt những thói quen này. Hãy tìm các phương pháp thay thế lành mạnh và thú vị như hành trình chuyển từ hút thuốc. Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 nam mạng 1971 về công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 cho nam mạng sinh năm 1971 cho thấy một số tín hiệu tích cực về mặt công việc. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về tử vi cho lĩnh vực công việc trong năm 2024, may mắn và cơ hội. Năm 2024 mang đến những cơ hội và may mắn trong sự nghiệp. Bạn có thể gặp được những dự án mới, những cơ hội thăng tiến và sự công nhận cho công việc của mình.
hãy sẵn sàng tận dụng những cơ hội này và đặt mục tiêu cao trong sự nghiệp. Sự phát triển và học hỏi. Năm 2024 khuyến khích bạn đầu tư vào việc học hỏi và phát triển cá nhân. Điều này có thể bao gồm việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo hoặc tìm kiếm cơ hội học tập mới. Mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp và đạt được thành công bền vững. Sự chú ý đến chi tiết. Trong công việc, hãy chú trọng đến việc làm việc chi tiết và cẩn thận. Sự tỉ mỉ và chính xác sẽ giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo chất lượng công việc. Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ qua bất kỳ chi tiết quan trọng nào và làm việc một cách có kế hoạch và có trật tự. Hợp tác và giao tiếp. Năm 2024 đòi hỏi bạn có khả năng hợp tác và giao tiếp tốt. Hãy tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cấp dưới và tận dụng tư duy và ý kiến đa dạng để đạt được mục tiêu công việc. Sự hợp tác sẽ tạo ra môi trường làm việc tích cực và giúp bạn đạt được thành công lớn hơn. Quản lý thời gian và stress. Hãy đảm bảo rằng bạn quản lý thời gian hiệu quả và giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Sự sáng tạo và đổi mới. Năm 2024 đánh dấu một thời điểm thuận lợi để bạn thể hiện sự sáng tạo và đổi mới trong công việc. Hãy tìm cách áp dụng ý tưởng mới và khác biệt vào công việc của bạn. Đồng thời hãy sẵn lòng chấp nhận những thay đổi và thử nghiệm để tạo ra sự tiến bộ và đột phá. Lập kế hoạch và tổ chức. Để đạt được thành công trong công việc, hãy lập kế hoạch cẩn thận và tổ chức công việc một cách có hệ thống. Xác định những ưu tiên quan trọng, đặt mục tiêu rõ ràng và phân chia thời gian một cách hợp lý để đạt được hiệu quả cao nhất. Xây dựng mạng lưới và quan hệ kinh doanh. Hãy tận dụng cơ hội để xây dựng mạng lưới quan hệ và quan hệ kinh doanh trong năm 2024. Gặp gỡ và giao lưu với những người có thể mang lại lợi ích và hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn. Hợp tác và hỗ trợ từ các đối tác kinh doanh có thể mở ra những cánh cửa mới và tạo điều kiện thuận lợi cho thành công của bạn. Sự đam mê và cam kết. Để đạt được thành công đáng kể, hãy đảm bảo rằng bạn đam mê và cam kết với công việc của mình. Sự đam mê sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và đồng thời tạo ra sự tinh thần lãnh đạo và sự hấp dẫn trong môi trường làm việc. Phát triển nghề nghiệp. Năm 2024 là thời điểm thích hợp để bạn xem xét và phát triển nghề nghiệp của mình. Hãy đánh giá lại mục tiêu và định hướng của bạn trong công việc và tìm cách tiến xa hơn, có thể thông qua việc thăng tiến, học tập mới hoặc tìm kiếm những cơ hội mới. Tóm lại, tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 cho thấy một năm đầy hứa hẹn và tiềm năng trong công việc. Sự chú trọng đến sáng tạo, quản lý thời gian. Luận giải tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 Nam Mạng 1971 về tài chính. Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 cho Nam Mạng sinh năm 1971 mang đến một số tín hiệu tích cực về tài chính. Dưới đây là một luận giải chi tiết về tử vi cho lĩnh vực tài chính trong năm 2024. Tăng thu nhập. Năm 2024 có thể đem lại những cơ hội tăng thu nhập cho bạn. Bạn có thể nhận được tăng lương, thưởng hoặc có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đây là thời điểm để bạn tận dụng những cơ hội mới và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Đầu tư thông minh. Năm 2024 khuyến khích bạn đặt nền móng cho tương lai tài chính bằng cách đầu tư thông minh. Hãy nghiên cứu và tìm hiểu về các cơ hội đầu tư khác nhau như chứng khoán, bất động sản, quỹ đầu tư hoặc kinh doanh tự do để tăng cường tài sản và tạo ra thu nhập bổ sung. Quản lý tài chính cá nhân. Năm 2024 đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến việc quản lý tài chính cá nhân. Hãy tạo và tuân thủ một ngân sách chi tiêu, kiểm soát nợ và tiết kiệm một phần thu nhập hàng tháng. Điều này giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính và đạt được mục tiêu tiết kiệm lâu dài. Đánh giá và điều chỉnh đầu tư hiện có. Nếu bạn đã có các khoản đầu tư, năm 2024 là thời điểm thích hợp để đánh giá và điều chỉnh lại danh mục đầu tư của bạn. Hãy xem xét lại mục tiêu tài chính và đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn phù hợp và đáp ứng nhu cầu của bạn trong tương lai. Hạn chế rủi ro tài chính. Trong năm 2024, hãy đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch hợp lý để hạn chế rủi ro tài chính. Điều này bao gồm việc mua bảo hiểm, thiết lập quỹ dự phòng và đánh giá các tình huống rủi ro tiềm năng trong cuộc sống và công việc của bạn. Luận giải tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 Nam Mạng 1971 về tình duyên. Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 cho Nam Mạng sinh năm 1971 đem đến một số tín hiệu tích cực về tình duyên và mối quan hệ.
Dưới đây là một luận giải chi tiết về tử vi cho lĩnh vực tình dục trong năm 2024, hòa thuận gia đình. Trạng thái của sao Kế Đô trong năm 2024 cho thấy một sự hòa thuận gia đình. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để bạn xây dựng và tăng cường mối quan hệ với người thân yêu và gia đình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và tạo niềm vui trong gia đình của bạn. Hài hòa trong mối quan hệ, năm 2024 mang đến sự hài hòa và cân bằng trong mối quan hệ. Bạn sẽ có khả năng tương tác và giao tiếp tốt với người khác, làm cho mối quan hệ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Hãy dành thời gian để lắng nghe và hiểu người đối tác của bạn, và cùng nhau tạo nên một môi trường yêu thương và chia sẻ. Lãng mạn và sự đam mê, năm 2024 khuyến khích bạn thể hiện sự lãng mạn và đam mê trong tình yêu. Bạn có thể trở nên quan tâm và chu đáo hơn đối với người bạn đời, tạo điểm nhấn lãng mạn trong quan hệ của bạn và tạo niềm vui và sự lãng mạn trong cuộc sống hàng ngày. Hỗ trợ và sự quan tâm, trong mối quan hệ, năm 2024 đánh dấu sự hỗ trợ và quan tâm đối với bạn từ phía người đối tác. Họ sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn trong các thử thách và khó khăn. Điều này tạo ra một môi trường yêu thương và ủng hộ, giúp bạn cảm thấy an toàn và yên tâm trong mối quan hệ. Hợp tác và đồng lòng, năm 2024 khuyến khích bạn hợp tác và đồng lòng trong mối quan hệ. Hãy lắng nghe ý kiến của người khác và cùng nhau đưa ra các quyết định quan trọng. Luận giải tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 nam mạng 1971 về gia đạo tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 cho nam mạng sinh năm 1971 mang đến một số tín hiệu và ảnh hưởng đáng chú ý đối với gia đạo và mối quan hệ gia đình. Dưới đây là một luận giải chi tiết về tử vi cho lĩnh vực gia đạo trong năm 2024, hòa thuận gia đình. Năm 2024 đem đến sự hòa thuận và ổn định trong gia đình. Bạn sẽ có cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các thành viên trong gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa hợp và sự đồng lòng trong quan hệ gia đình. Trách nhiệm gia đình, trong năm 2024, trách nhiệm gia đình sẽ nổi lên và được đánh giá cao. Bạn sẽ cảm thấy trách nhiệm và nhiệm vụ của mình đối với gia đình và sẽ cố gắng để đáp ứng các yêu cầu và mong đợi từ phía gia đình. Hỗ trợ và quan tâm, năm 2024 đánh dấu sự hỗ trợ và quan tâm đến gia đình. Bạn sẽ có khả năng cung cấp hỗ trợ về cảm xúc, tài chính và vật chất cho thành viên trong gia đình. Điều này tạo ra một môi trường ủng hộ và giúp gia đình cảm thấy an toàn và yên tâm. Tình cảm và sự hiểu biết, trong năm 2024, tình cảm và sự hiểu biết sẽ được đặt lên hàng đầu trong mối quan hệ gia đình. Bạn sẽ có khả năng hiểu và chia sẻ tình cảm của thành viên khác trong gia đình, tạo ra một môi trường gia đình ấm áp và gắn kết. Cải thiện quan hệ gia đình, năm 2024 là thời điểm tốt để bạn cải thiện và khắc phục các mâu thuẫn trong quan hệ gia đình. Bạn có thể sử dụng sự hòa giải và thấu hiểu để giải quyết các vấn đề và xây dựng lại mối quan hệ một cách tích cực. Thời gian chất lượng gia đình, năm 2024 khuyến khích bạn dành thời gian chất lượng cùng gia đình. Sao hạn tuổi Tân Hợi năm 2024 nam mạng 1971, sao chiếu mạng, hạn tuổi, sao hạn tuổi Tân Hợi năm 2024 cho nam mạng sinh năm 1971 là sao chiếu mạng. Đây là một yếu tố quan trọng trong tử vi và có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống và sự phát triển của bạn trong năm 2024. Dưới đây là một luận giải chi tiết về sao hạn tuổi Tân Hợi và tác động của nó. Sao chiếu mạng biểu thị sự giới hạn và khó khăn trong cuộc sống. Nó đại diện cho những thách thức và trở ngại mà bạn có thể gặp phải trong năm 2024. Sao này cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh và áp lực từ môi trường xung quanh. Hạn tuổi, sao hạn tuổi chỉ ra rằng năm 2024 có thể là một thời điểm đáng chú ý trong cuộc đời bạn. Nó đề cập đến một giai đoạn quan trọng và có thể có những thay đổi lớn xảy ra trong cuộc sống cá nhân, nghề nghiệp hoặc gia đình. Ảnh hưởng, sao chiếu mạng và hạn tuổi có thể mang lại một số khó khăn và thử thách trong năm 2024. Bạn có thể gặp phải những trở ngại trong công việc, tiến bộ chậm trong sự nghiệp và khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nản lòng và tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn. Cách đối phó, để vượt qua ảnh hưởng của sao chiếu mạng và hạn tuổi, hãy tập trung vào việc phát triển kỹ năng và sự kiên nhẫn. Hãy xem những thử thách là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Sử dụng sự sáng tạo và quyết tâm để vượt qua khó khăn và tìm ra các giải pháp hiệu quả.
hỗ trợ và chăm sóc. Trong thời gian này, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ và chăm sóc từ gia đình, bạn bè và người thân. Họ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc truyền động lực và động viên bạn khi bạn đối mặt với khó khăn. Phong thủy may mắn tuổi Tân Hợi năm 2024 Nam Mạng 1971. Phong thủy có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra may mắn và cân bằng trong cuộc sống. Dưới đây là một số lời khuyên phong thủy cho tuổi Tân Hợi Nam Mạng sinh năm 1971 trong năm 2024, màu hợp tuổi. Trong năm 2024, các màu may mắn cho tuổi Tân Hợi là màu đen và màu xanh đậm. Bạn có thể sử dụng các sắc thái của màu này trong trang phục hoặc trong trang trí nội thất để tăng cường năng lượng tích cực và tạo sự cân bằng. Hướng xuất hành. Đối với tuổi Tân Hợi Nam Mạng, hướng xuất hành may mắn trong năm 2024 là hướng Tây Bắc. Khi bạn có kế hoạch đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, hãy chọn hướng Tây Bắc để tạo ra sự thuận lợi và may mắn. Tuổi xông nhà. Khi xông nhà vào đầu năm, tuổi Tân Hợi Nam Mạng có thể chọn ngày và giờ tốt để tạo ra năng lượng thuận lợi và may mắn. Điều này có thể được tham khảo từ các chuyên gia phong thủy hoặc từ các nguồn tin phong thủy đáng tin cậy để đảm bảo một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Diễn biến tử vi theo tháng trong năm tuổi Tân Hợi năm 2024 Nam Mạng 1971 tháng 1, tháng âm dương hợp, tháng này mang đến sự cân bằng và hài hòa cho tuổi Tân Hợi. Bạn có thể tận dụng thời gian này để lập kế hoạch và đặt ra mục tiêu cho năm mới. Tháng 2, tháng hỗ trợ. Trong tháng này, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Đồng nghiệp, bạn bè và gia đình có thể giúp đỡ bạn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tháng 3, tháng khởi động. Tháng này đánh dấu sự khởi đầu mới và tiến triển. Cảm ơn các bạn.